Thế vậy chúng ta muốn trở nên giàu có thì chúng ta sẽ học và làm theo các cái thói quen, các cái tư duy tích cực từ người giàu. Và ở trong phần video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với anh chị rằng là người giàu thì người ta không làm việc vì tiền, mà người ta chỉ bắt tiền làm việc cho mình. Chào mừng bạn quay trở lại với channel của Phạm Thành Biên. Ở trong cái video này thì tôi chia sẻ cho anh chị tiếp theo của cái video trước, đó là cái tư duy khác biệt hoàn toàn giữa người giàu và người nghèo. Và ở đây bao gồm cả người trung lưu. Thế vậy là gì? Ở đây người giàu có những cái tư duy khác biệt hoàn toàn so với số đông còn lại. Thế vậy chúng ta muốn trở nên giàu có thì chúng ta sẽ học và làm theo các cái thói quen, các cái tư duy tích cực từ người giàu. Và ở trong phần video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với anh chị rằng là người giàu thì người ta không làm việc vì tiền, mà người ta chỉ bắt tiền làm việc cho mình. Đấy, hai cái khác biệt hoàn toàn. Người giàu, tôi xin nhắc lại là người giàu không làm việc vì tiền mà bắt tiền làm việc cho mình. Thế vậy là bắt tiền làm việc cho mình hoặc là làm như thế nào để có thể làm được những điều như vậy? Ở đây tôi lấy ví dụ như thế này. Có rất là nhiều công việc của người làm công ăn lương thì thông thường họ đi làm từ đầu tuần đến cuối tuần. Nếu như ở phương Tây thì họ thì nhận lương theo tuần, còn như ở nước ta thì nhận lương theo tháng. Thì bắt đầu làm việc từ đầu tháng đến cuối tháng để chúng ta sẽ được nhận lương. Thì bằng bán sức lao động của mình, bán thời gian của mình để đổi lấy cái đồng thu nhập. Nếu như những người đó có chí tiến thủ thì có thể là học qua cái công việc đó, học được cái bài học gì đó, hoặc là tích lũy được một phần vốn nào đó. Khi mới đầu chúng ta bắt đầu mới ra trường thì ai cũng phải đi làm công ăn lương, nhưng chúng ta hãy tích lũy tiền, tích lũy kiến thức, tích lũy trí tuệ để chúng ta gì dần dịch chuyển cái phần tiền đó thành cái phần tài sản tương ứng. Còn người giàu thì bắt tiền làm việc cho mình như thế nào? Ở đây họ có thể là gì, tạo ra một hệ thống kinh doanh, tạo ra một hệ thống kinh doanh, họ thuê nhân sự về. Thì ban đầu ra để có được những điều như vậy thì họ gì có thể là họ dùng tiền vốn của mình để tạo ra một hệ thống kinh doanh. Hoặc là các bạn có thể tìm lại các video lần trước mà ở đó tôi có chia sẻ rằng là các cái đòn bẩy trong kinh doanh mà chúng ta sẽ phải sử dụng đấy. Thì ở trong đó có cái đòn bẩy mà người giàu dùng là gì? Kinh doanh thì có thể là không cần dùng đến tiền của mình, mà kinh doanh dùng đòn bẩy dùng tiền của người khác. Tiền của người khác ở đây thì có thể là gì? Họ vay ngân hàng. Tiền của người khác ở đây họ có thể kêu gọi từ cổ đông, vân vân, đúng không ạ? Tiền của người khác ở đây thì có thể là gì? Họ huy động từ ngân hàng. Hoặc tiền của người khác ở đây họ có thể kêu gọi từ cổ đông. Và họ dùng cái nguồn tiền đó, họ thiết lập ra một hệ thống kinh doanh. Họ thuê về các người quản lý, họ thuê về các nhân viên bán hàng. Và họ set up cho cái hệ thống đó làm việc. Và lúc đó là gì? Tiền bắt đầu làm việc cho họ. Được chưa ạ? Và cũng tương tự như vậy, tôi lấy một ví dụ thứ hai. Đó là họ có một cái kiến thức, họ gì? Họ thuê người biên tập những cái kiến thức của họ ra thành một cái cuốn sách. Và họ mang cuốn sách đấy đi xuất bản. Thì ban đầu họ cần một lượng tiền để họ đầu tư để tạo ra 1.000 cuốn sách hoặc là 1.000.000 cuốn sách, 1.000.000 ấn phẩm. Và lúc đó họ gì bán cái bản quyền của mình cho nhà xuất bản hoặc là bán cái lượng sách đó ra công chúng. Và cái lượng tiền đó liên tục để sẽ đẻ ra những lượng tiền mới, hay còn gọi là con gà đẻ trứng vàng. Và bên cạnh đó còn rất là nhiều các cái biện pháp khác nữa. Lấy ví dụ như là chúng ta dùng tiền của mình hoặc là dùng tiền của cổ đông hoặc dùng tiền của ngân hàng chúng ta thì đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào các dòng tài sản, và lúc đấy chúng ta cho đi thuê. Thì lúc đấy là gì? Bắt tiền làm việc cho chính mình và tài sản lại đẻ ra tiền, và lúc đó lại tái đầu tư để tài sản đẻ ra tài sản tiếp tục. Một cái tư duy rất khác biệt, đúng không nào? Người nghèo thì đi làm đổi thời gian để lấy gì? Thu nhập. Và người giàu thì họ bắt tiền làm việc cho chính mình. Rất là tuyệt vời, đúng không? Hai góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Thế vậy là xin chúc mừng anh chị đang xem video này. Chúng ta đã có thêm một cái tư duy mới, một cái góc nhìn mới để cho cuộc đời chúng ta thành công hơn và hạnh phúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những chia sẻ từ Phạm Thành Biên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Biên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.